now turn up. Rồi chào các bạn đến với kênh Ali Bình Official. Bây giờ tiếp tục là set 2 nha các bạn. Set 2 kèo đua giữa bên đây gà gàng miền Tây kia cho chuối, bên kia là tô kia cho lửa Hóc Môn. Này kèo này miền Tây đấu giống mồm, set 2. Set đầu thì lửa ăn 12-10. Coi mấy kèo đua này hấp dẫn lắm các bạn. Hầu như Bình thích quay mấy kèo đua này. Kèo đua là hai bên quýnh căng sức, đấu nhau hết sức luôn, tập trung. Rồi khán giả mình coi cũng hay nữa. Điểm 1-0. Điểm 2-0. Điểm 3-0. Quá hay cho gà gàng rồi. Quá hay rồi nhưng mà chú anh nó khó cứu lắm. Gà gàng nỗ lực quá. Mà hầu như là gà gàng mà lên sân này đánh ai cũng thích hết. Ai cũng thích gà gàng á. Nói về mà mấy anh em là đa số là thích gà gàng là nhiều. Nhiệt tình. Đánh ít cũng bay, đánh nhiều cũng bay, nhiệt tình. Điểm 2 đều. Quá hay gì dối rồi, điểm 3-2. 4-2 hả? Xin lỗi nha, nãy giờ lô bình luận gà gàng quá. Điểm 4-2. Quá hay cho chuối rồi. Điểm 3-4. Quá hay vậy, lên để cái đầu nữa, để đưa cái đầu để lên mũ binh luôn. Điểm 5-3. Thanh nhỏ đang mặc quần Ali Bình, mặc quần lâu quá không gách, bởi vì hàng chi không thấy nó mua. Điểm 6-3. Quá hay chuối rồi. Chuối là sức banh này lên cấy. Điểm 7-3. Lọt khe vô giữa. Điểm 4-7. Thank you.
đánh bóng ra ngoài chú, điểm 5-7. Thấy chưa lỡ, thấy chưa? Cơ 6-7 cái coi chuyện gì nữa nè. Đánh bóng ra ngoài, điểm 8-5. Hay quá đi. Đánh bóng ra ngoài của chuối. Điểm 6-8. Chai nước nè, anh bỏ muối cho này. Hớp ngậm đi. Uống nhiều quá. Nước muối. Muối để hớp ngậm. Giữ nước. Hai cháy liên tục luôn. Điểm 7-8. Kèo này mà lên 8 điều cái là bắt đầu dàn 6 sôi nổi vô hàng tiếp tục. Điểm 8 điều. Cái bàn nó lừa được gà gà này. Chuối đang 8 á. Chuối đang 8 á. Điểm 8 điểm nha các bạn. Rồi dàn 6 rồi sôi nổi tiếp tục. Lân cận giữa tấn khỉ với kiếp thanh nhỏ. Điểm 9-8. Càng chậm càng ngon. Quá hay cho tôi rồi. Hay đổi lửa. Và đá cú lé ra ngoài của lửa. Điểm 9 điều.
Được rồi. Điểm 9 đều. Điểm 19. Đừng gấp nha. Hay quá Tô ơi. Hay quá. Chết rồi. Quá căng rồi, cho anh. Trời ơi, tô ngủ quá. Hai bên đang cố gắng, pin yếu hết trơn rồi. Điểm 11-9. Quá hay. Quá hay luôn. Trời, sao banh này coi đã. Một điều nào. Điểm 11-9. Trời ơi, vậy mà ăn luôn. Rồi kết thúc xét banh nha các bạn. Bên Chuối thắng lợi 12-9. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Những bạn nào chưa đăng ký kênh của mình nhớ đăng ký nha các bạn. Bye bye.